Theo bạn Ume Giấy là bánh kem nhân tiền tặng mẹ mùng 8 tháng 3 thôi mọi người ơi. Hình trước nhá, mở đầu với một màn vẽ hình tròn vô cùng là cồng kềnh, phải đến lần thứ hai để nhìn nó mới tử tế hơn được một tí. Tại là tự dưng đến cái lúc nào mẹ không tìm ra cái combo chứ. Hì hục mãi thì cuối cùng cũng xong được cái phần đáy của bánh kem rồi. Nhìn thì đơn giản vậy thôi chứ lúc làm cũng không nhanh đâu mọi người ạ. Đây là mình phải tua với lại là cắt bớt đi nhiều rồi đấy. Mà mình lại cứ thích tô màu cơ, kiểu nó lên màu đẹp mà thấy nó tự nhiên lắm nhá. Lúc đầu thì mình tính là dùng hồ dán cơ nhưng mà không ổn rồi, nó dính không chặt. Với lại cái tấm biểu của mình cứng nên là mình phải sử dụng keo sữa để cho nó chắc hơn. Cứ tưởng đến đây là suôn sẻ rồi chứ, ai dè cuối cùng lại hơi thiếu giấy một tí, thế là phải dùng kim bấm để bấm vào. Quay đi quay lại lại vẽ hình tròn, kiểu như lâu ngày không làm thủ công nên vẽ nó cứ run ấy. Cái phần hình tròn này là sẽ dùng để làm phần nắp với lại là phần kem chảy xuống bên dưới đấy mọi người. Nhưng mà tại vì là thời lượng có hạn nên là mình sẽ không thể nói chi tiết trong video được. Ở bên kênh của bạn Ume Giấy thì bạn ấy hướng dẫn rất là cụ thể, nên là nếu như bạn nào mà muốn làm ấy thì các bạn có thể sang đấy để xem chi tiết hơn nhá. Và cuối cùng thì cái bánh kem của mình nó cũng thành hình rồi mọi người ơi. Bây giờ thì mình sẽ đi làm phần nhân thôi nào. Cứ tưởng đến đây là có thể đánh nhanh thắng nhanh rồi, nhưng mà không mọi người ạ. Ngồi dán tiền rồi dán hoa xong rồi cuộn vào đấy, nói chung là cũng rắc rối được phết đấy, cũng vụng về lắm, nên là ngồi từ chiều đến lúc gần sẩm tối mới xong được ấy mọi người ạ. Mọi người xem trông được không? Giờ thì đi tặng mẹ thôi nào.